kêu là hạt hướng dương ăn nhiều ung thư mà chỉ ngồi chỉ cắn khí thế luôn. Nhưng mà ngon đúng không? Ngon. Mẹ ăn hết nửa mịt của con rồi đó. Trời, vẫn còn cắn không mà miệng nói khí thế luôn á. Đem qua năng lực để ăn thôi cho con. Năng nỉ luôn. Sự thật ăn thử cho con em. Móc méo á. Móc méo, ngồi cắn khí thế. Cho nó miếng. Để ăn rồi, cho có cái miếng. Đôi vậy, trẻ ra ghế. Rồi. Nhân vợ hả? Ngu vậy hả? Vậy, đi ra. Đi ra, đi ra chứ còn năm lắng cho. Đi ra. Đi ra. May khúc này. May khúc nào? Khâu là cái khúc này. Khâu hai cái may khúc. Chân nhỏ không điểm mở.